em, sau đây cô sẽ cùng với các em giải bài tập số 8 sau khoa vật lý lớp 12 trang 158 để bài hỏi như sau. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết photon. Cô cùng các bạn quay trở lại mục 4 nhỏ. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng. Einstein cho rằng hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp thụ photon của ánh sáng kích thích bởi electron trong kim loại. Mỗi một photon bị hấp thụ sẽ chuyển toàn bộ năng lượng của nó cho một electron. Muốn cho electron vứt ra khỏi bề mặt kim loại, phải cung cấp cho nó một công để thắng các lực liên kết, hay khác là để thắng các cái liên kết này. Công này được gọi là công thoát và ký hiệu là A. Như vậy, muốn cho hiện tượng quang điện xảy ra, thì năng lượng của photon ánh sáng kích thích phải lớn hơn hoặc bằng công thoát. Ký hiệu HF lớn hơn hoặc bằng A, hay HC trên lambda lớn hơn hoặc bằng A. Từ đây chúng ta suy ra được nội dung cuối cùng của định luật về giới hạn quang điện lambda nhỏ hơn bằng lambda không. Như vậy, từ đây cô và các bạn có thể giải thích như sau. Hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp thụ photon của ánh sáng kích thích bởi các e trong kim loại. Mỗi một photon bị hấp thụ sẽ chuyển toàn bộ năng lượng của nó cho một e. Như vậy, khi e bứt ra khỏi liên kết thì phải có một công thắng các liên kết. Như vậy, ta gọi đây là công thoát A. Và đặt lambda không bằng HC trên A thì chúng ta sẽ có giới hạn quang điện của kim loại là lambda không. Suy ra lambda sẽ nhỏ hơn là bằng lambda không. Như vậy bài tập số 8 đến đây là kết thúc.